Xin chào tất cả anh em ạ. Video này em xin giới thiệu với tất cả anh em về cái máy cấp nguồn MNR 1505 DD cộng ạ. Con này thì là máy cấp nguồn 15V 5A ạ. 15 thường thường thì 1505 thì nó sẽ là viết tắt 15V 5A. Đây là đồng hồ cấp nguồn dạng số, hiển thị số. Bên này giá trị ampe là 4 ký tự. 1 ký tự nó sẽ chi tiết hơn là 3 ký tự. 3 ký tự nó chỉ có 3 số, đến 3 số thì nó không được chi tiết bằng 4 ký tự. Thì con này cái bảng điều khiển, các nút phím điều khiển của nó thì về cơ bản như này ạ. Bên này hai bên này là sẽ để sử dụng chỉnh vôn. Bên này là chỉnh cái phím, này là phím chỉnh mức vôn, nó sẽ có nhiều mức vôn ạ. Mức vôn dưới nhất là để mình chỉnh từ 0 đến 15V. Ví dụ ở trên đây là có mức vôn 9V ạ. Có một cái mức vôn 9V. Dưới đây là 4,8V, 1,5V và 0 đến 15V. Thì khi mình vặn cái nấc tương ứng thì đầu tiên đang ở 0 đến 15V, mình vặn một cái nó sẽ lên 1,5V. Thì cái đồng hồ này nó sẽ là 1,5V, nó cố định 1,5V luôn ạ, không tăng không giảm được ạ, không hề tăng giảm được vôn nữa. Lên 4,8V thì nó sẽ cố định 4,8V, không tăng không giảm, và lên 9V thì nó cũng là giữ nguyên 9V, không tăng không giảm ạ. Khi mà ta về lại cái 0 đến 15V thì bắt đầu ta sẽ tăng giảm được ạ. Đây ạ, ví dụ như mình giảm xuống 4V. 4V đấy ạ. Bên này để tăng giá trị to và bên này tăng giá trị nhỏ. Ví dụ như đang ở 5,1, mình vặn nhiều thì nó mới xuống đến 4. Bên này sẽ vặn giá trị để hạ giá trị nhỏ. Đến 3,9 là hết rồi. Nếu bây giờ muốn xuống dưới 3,9 nữa thì phải hạ cái này xuống. Có thể tăng cái này lên ạ. Sau đó vặn này xuống một mức, xuống 4, xuống 3,7 thì mình vặn cái này nó xuống tiếp được. Cái này thì chắc cũng là anh em sẽ ai cũng biết cả. Rất là dễ và đơn giản. Bên này thì giá trị 2A và 5A. 2A thì vặn cái vạch xuống đến sát bên ngược chiều kim đồng hồ, sát bên này. Bên góc là 7 giờ ấy. Đồng hồ là 7 giờ. Thế còn 5A thì mình sẽ vặn hết về theo chiều kim đồng hồ sang góc 5 giờ, 5 giờ chiều, 5 giờ sáng. Đấy ạ. Thì sẽ là 5A. Thì khi cái đèn ampe này khi mà nó không sáng thì khi ta vặn hết vôn về không thì nó sẽ sáng đèn ampe. Đấy. Còn khi ta vặn vôn lên thì bắt đầu là nó sẽ chuyển sang cái đèn này, đáng nghĩa là nó khi có cái chữ CC ACV. CV là dòng điện xuất. Đấy. Về căn bản là như thế anh em ạ. Mình giới thiệu cho anh em qua để biết. Cái loại này thì cũng hỗ trợ cả cầu chì ở sau lưng ạ. Anh em cầu chì 2A. Để đây là cái này là cái phím, cái đen đen thỏ thỏ ra đây, cái cầu chì. Cái quạt này thì nó không sẽ không quay. Khi nào mà nhiệt độ quá 45 độ thì nó mới bắt đầu quay để làm mát. Nó có cầu chì bảo vệ. Ngoài ra có cái này được hỗ trợ đo và sóng sóng điện thoại ấy. Khi thực hiện cuộc gọi mà anh em đeo dí dí sát vào, nó sẽ chạy cái vạch sóng lên cao. Xin mình xin cảm ơn anh em ạ.